Chào các bạn, chúng ta đã có blog nhưng mà chúng ta đang sử dụng cái giao diện mặc định mà chúng ta chưa có sửa chữa một chút nào trong đó. Trong video này thì chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức mà chúng ta có thể chỉnh sửa cái giao diện của chúng ta cũng như là tìm kiếm các giao diện khác cho phù hợp và chúng ta sử dụng với blog của chúng ta. Để xem phần giao diện thì chúng ta sẽ đăng nhập vào phần quản lý WordPress của chúng ta, tức là WordPress dashboard ha. Chúng ta sẽ chọn cái phần appearance các bạn nhìn thấy và chúng ta có thể chọn cái themes option để chúng ta sửa cái giao diện mà chúng ta đang có. Các bạn có thể thấy nè. Cái mặc định header. Chúng ta có thể có hoặc không, chúng ta có thể bỏ đi. Tùy vào version mà chúng ta sử dụng thì cái giao diện nó cũng có thể sẽ khác nhau. Đó, các bạn thấy nè, cái header và hình ảnh của chúng ta đã không còn nữa. Tuy nhiên các bạn thấy là đây là giao diện mặc định thì có thể là các bạn sẽ không ưng ý lắm. Thì chúng ta có thể tìm các giao diện khác cũng trong cái phần appearance, phần theme ha. Chúng ta có thể vô đó để chúng ta tìm kiếm các giao diện ưng ý. Tuy nhiên nếu mà các bạn có khả năng thì các bạn có thể mua các giao diện trả phí cũng được. Các bạn thấy nè, khi mà chúng ta vô phần Appearance Team, chúng ta có thể cài đặt các giao diện bằng cách upload, nhưng mà chúng ta có thể tìm kiếm các giao diện có sẵn trên mạng một cách miễn phí bằng cách điền từ khóa vô và chúng ta search tìm kiếm ra. Khi chúng ta thấy được cái giao diện ưng ý thì chúng ta có thể kích hoạt cái giao diện đó. Chúng ta có nhiều mục để chọn: Feature, giao diện mới nhất, giao diện mới đây, giao diện mà chúng ta upload lên, hoặc là giao diện có nhiều tính năng, hoặc là chúng ta search theo cái từ khóa cũng được. Chúng ta search theo cái dạng là số cột, màu sắc hay là như thế nào đó, tùy vào cái cảm nhận của chúng ta với cái giao diện chúng ta mong muốn, thì chúng ta sẽ loại bỏ bớt những cái phần không cần thiết và chúng ta chỉ search các giao diện, tìm kiếm các giao diện đúng như ý của chúng ta mà thôi. Bởi vì khi các bạn bấm nút tìm kiếm thì nó sẽ ra rất là nhiều giao diện. Các bạn thấy là chúng ta có thể chọn các giao diện trên mạng một cách miễn phí. Các bạn thấy là có rất nhiều giao diện ha. Như vậy là khi các bạn tìm kiếm các giao diện đó thì chúng ta có thể chọn hoặc là xài giao diện mặc định và sửa chữa thêm. Ở đây thì các bạn thấy là trên màn hình chúng ta đang sửa lại cái giao diện cũ. Chúng ta chỉ thay đổi cái màu sắc của giao diện đó mà thôi. Chúng ta có thể đổi màu sắc, các bạn nhìn thấy. Thêm nữa là khi chúng ta muốn trình bày blog của chúng ta thì chúng ta vô cái phần widgets và chúng ta kéo thả các mục ra ngoài bên ngoài. Chúng ta muốn mục nào thì chúng ta sẽ kéo thả mục đó. Trong một video trước thì các bạn cũng đã nhìn thấy cái phần sơ qua về cái phần này. Tuy nhiên đây chỉ là cái phần cơ bản cho phần blog. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn phải tìm hiểu nguyên một cái khóa học khác liên quan là WordPress. Có rất nhiều cái phần liên quan, bao gồm cả giao diện login rồi cài đặt hoặc là các premium theme, có rất nhiều.